Vâng, một mẫu Acura rất đẹp. Thì con Acura của bên em mới về này là một con xe bản đủ với cái động cơ 3.7 máy xăng và hai ghế trước là hai ghế điện nha anh chị và các bạn nhé. Một cái mẫu xe rất đẹp và có giá thành rất hợp lý. Mẫu xe này được sản xuất năm 2007 và có giá bên em đang bán là 535 triệu đồng. Đấy, vì vậy là anh chị và các bạn nào quan tâm đến cái dòng xe sang này thì có thể liên hệ với em. Một cái mẫu xe rất đẹp và một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản nha anh chị và các bạn nhé. Đấy. Anh chị nhìn đây. Thì với cái thiết kế form dáng của dòng Acura này thì anh chị nhìn cái đầu xe nó rất là sang trọng luôn. Đấy. Về tổng thành xe chi tiết đây anh chị nhìn này. Đấy, em quay cho anh chị và các bạn về cái mẫu xe này. Bên em thì vừa mới về mẫu xe này và vừa rửa xong nên là quay cho anh chị và các bạn luôn về cái mẫu xe này luôn nhé. Chất chát xe, cái dòng xe này là dòng xe tiền tỷ, vì vậy là anh chị và các bạn không cần phải bàn về chất chát xe. Bên em sẽ bảo hành và cho anh chị về cái vấn đề là chất lượng của xe luôn về cái dòng xe này. Đấy. Với bỏ ra số tiền thì nếu mà để chơi anh em chơi cái dòng xe này thì em nghĩ là cũng rất là đẳng cấp luôn. Đấy. Về form dáng rất là trường xe, dòng này nó là chạy hai cầu điện tự động nha anh chị nhé, hai cầu auto tự động luôn đấy. Đấy, xe cậy cực chất luôn. Cái dòng xe này nó đẳng cấp, nó xếp hạng ngang với lại dòng BMW X5 đấy, cùng phân khúc cùng đời thì dòng xe này đắt hơn cả BMW X5 luôn. Acura rất đẹp, bản MDX, bản đủ, bản hai cầu điện. Dòng này thì được chủ xe cũng độ thêm một cái cam lùi rồi này, một cam lùi gốc của xe này, form dáng rất là đẹp luôn này. Nói chung là dòng xe này ai đã từng tìm hiểu về Acura thì hẳn anh chị và các bạn nói chung là sẽ có những cái kiến thức cơ bản về cái dòng xe này rồi. Đấy, nên em chỉ quay cái chất lượng của xe thôi, mọi cái chức năng chi tiết thì anh chị hoàn toàn đã tìm hiểu quá kỹ khi sở hữu hoặc là muốn bỏ ra một con xe tiền tỷ hoặc là một cái con xe mua về để sử dụng những cái dòng xe này, phải hẳn là anh chị đã tìm hiểu rất là kỹ về cái chất lượng cũng như là về các tính năng của xe rồi. Đấy, con xe này thì bên em mua về thì bao cho anh chị là không đâm đụng, không gặp nước, máy móc ngon, nội thất đẹp. Đấy, gầm bệ máy cực chất luôn anh chị nhé. Đấy, còn các tính năng thì em sẽ quay cho anh chị và các bạn. Còn đâu nếu anh chị và các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn chút nữa thì có thể là vào các trang web để tìm hiểu về dòng Acura này. Đấy, về cái chất lượng của dòng xe sang này, với cái thiết kế form dáng của nó rất là đẹp. Đấy, em sẽ quay tổng thành xe chi tiết về phần nội thất cho anh chị và các bạn xem luôn. Đấy, đây là còn một quả la răng sơ cua. Dòng này là dòng xe 7 chỗ này. Đấy, cái này cúp xuống lật ghế lên nha anh chị nhé. Đây, một quả la răng sơ cua của xe. Đấy, tổng thành xe chi tiết luôn. Với được trang bị ghế điện này, ghế điện đầy đủ hết này, vô lăng tích hợp này. Đấy, cái chức năng trên xe này, cửa lóc này. Nói chung là con xe này còn tương đối đẹp, với bỏ ra số tiền mà anh chị bỏ ra số tiền hơn 500 triệu để sở hữu một cái dòng xe sang như này thì có thể là mua được anh chị nhé, rất hợp lý luôn. Đấy, tổng thành xe chi tiết. Cái ốp ghế này em mới tháo ra, em bắt lại cái dây an toàn mới tháo ra nhé, tí nữa em lắp vào lại bình thường, cái đấy không ảnh hưởng gì đâu. Sàn nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản luôn đấy. Tổng thành xe chi tiết luôn, quay cho anh chị và các bạn kỹ về cái dòng xe này. Một cái dòng xe tiền tỷ luôn, Honda Acura đâu mà. Đấy, mọi cái chi tiết của xe còn tương đối đẹp, tương đối liền lạc luôn. Đấy, anh chị nào mua mẫu xe này về thì đi vào cái dịp Tết này theo em nghĩ hợp lý, thay một cái mẫu xe đi gia đình sang trọng và lịch sự. Đấy, nhiều cái chi tiết của xe, hộp để đồ rất đầy đủ hết này. Đấy, hộp để đồ sàn để nguyên bản này, sấy ghế hai bên này. Nói chung là dòng này thiết kế tương đối hiện đại nha anh chị và các bạn nhé. Cốp đấy, cốp để đồ rất là rộng rãi luôn, form dáng thì tương đối đẹp. Về cái mẫu xe này, dòng xe này chạy trên đường nó rất là sang, nó đã rất là đẹp luôn. Đấy, em xem cho anh chạy chỉ đến phần khoang máy của xe luôn nhé.
và vào đến chi tiết của máy đây anh chị nhé. Về cái máy móc của con xe này thì đây quay cho anh chị các bạn luôn về cái phần khoang máy của xe. Máy thì xe thì nó được che lại bằng cái nắp mặt máy này, vì vậy là anh chị các bạn nhìn không thấy, không rõ về cái phần khoang máy, nhưng mà theo mắt em nhìn ở đây thì khoang máy nó tương đối khô ráo luôn. Máy móc nổ thì cái dòng này nổ rất là êm luôn. Đấy, chi tiết của xe, nói chung là dòng xe này nó là dòng xe được bảo hành nên vì vậy là anh chị các bạn yên tâm này về cái chất lượng. Đấy, bảo hành cho anh chị về cái chất lượng của xe, cam kết cho anh chị về cái chất lượng của xe. Cái dòng xe thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Để em kiểm tra lỗ máy móc luôn cho anh chị và các bạn nhé. Đây là con máy của xe với cái động cơ 3.7, nhưng máy nổ rất là êm nhé chị nhé. Đấy, máy nổ rất là êm luôn, nhỏ đi gầm về máy móc cũng ngon luôn. Chị nào quan tâm đến cái dòng con xe Honda con Honda Acura này thì có thể liên hệ với em này. Đấy, một cái mẫu xe form dáng rất là đẹp nhé, và có giá thành rất hợp lý cho anh chị và các bạn, chỉ có 535 triệu thôi. Đấy, 535 triệu để sở hữu một cái mẫu xe sang này. Em sẽ quay lại tổng thành xe chi tiết cho anh chị và các bạn một lần nữa nhé, để cho anh chị cảm nhận thấy cái chất lượng của xe. Đây, một cái mẫu xe có form dáng rất đẹp và có giá dành thành rất hợp lý cho anh chị và các bạn. Đấy, con này nó là bản đủ động cơ 3.7 máy xăng nha anh chị nhé, 3.7 máy xăng ấy. Tất nhiên là chạy mức tiêu nhiên liệu của nó hơi tốn hơn so với dòng phổ thông một chút, nhưng mà bù lại cái dòng xe chạy cực sướng mà nó là dòng xe xăng mà. Đấy, form dáng tổng thành xe rất đẹp nhé. Anh chị và các bạn nào quan tâm cái mẫu xe này thì có thể đến trực tiếp tại cửa hàng em để test thử và kiểm tra thử về cái mẫu xe Acura nhé, 2007, và giá là 535 triệu với cái bản đủ 3.7 ghế điện cũng như là hai cầu auto nha anh chị và các bạn nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh chị đang theo dõi clip của bên em nhé.